Hai mọi người, lại lần tôi đây. Sáng nay chúng ta sẽ ăn món bánh tằm mọi người, bánh tằm thịt chả giò trứng cút mọi người, nước cốt dừa mọi người, chứ nước uống cà phê đen đá mọi người. Đây mọi người, bánh tằm thịt chả giò trứng cút mọi người, nước cốt dừa mọi người. Ly phơi đen đá mọi người. Mời mọi người ăn sáng mọi người, ăn sáng uống cà phê, làm cử sáng mọi người. Cái màn hình của cái miếng dán này lao nó không sạch mọi người. Lao nó có mùi màu màu như cái đợt trước thì lao cái là nó sạch mọi người. Đấy. Còn này lao giống như còn dính là nó bám rồi, cho nên nhiều cái bị mờ mờ mờ. Này bánh tằm mọi người, thường thì bánh tằm thịt xế mại mọi người, nay ăn để chay giò cho mọi người, chay giò trứng cút. Món này nó hơi ấy mọi người, hơi lạ xíu mọi người. Thường thì cúng chả giò mọi người, bánh tằm chả giò thì em cũng được, cái gì xíu mại mọi người, cúng cúng thịt dạ vừa leo vừa thơm mọi người, vừa không biết có đậu phộng không, đậu phộng nó mình thơm mọi người. Chọn cho nó đều luôn, để miếng ớt cho nó kè càng. Giá giòn mà thịt dai dai mềm mềm, nước cốt dừa béo béo lắm rồi, chan nhỏ nước mà bắp nhỏ nước mà làm ra mới ngon rồi. Bánh tằm mà chan nó cút dừa này kia mà chan mắm kiểu làm mắm hơi lạc lạc thiếu á, chan nổi nướng cho em hấp cái nước mắm mà nước mắm nước cút dừa đúng béo mà. Chả giò vừa ăn mọi người, cái đường gì này nó mềm mà mới mà ăn giòn ngon mà. Mình vừa ăn chậm chả giò vừa ăn là được mọi người. Chả giò này
không không ăn chơi cũng được luôn rồi. Mấy cái còn giờ ông ăn đúng ngon rồi giờ. Xí mại gì mà nhỏ mà nhưng mà nó thơm thơm mà. Quan trọng ăn là nó thơm là được. Xí mại cũng cúc cỡ giò kinh cúc ăn bự bự luôn ngon. Cà phê đen bao đắng luôn. Tờ phải vậy mà. Giờ sáng là uống phải ly, phải đắng ngắt nhưng mà uống thuốc mà. Uống tỉnh ngủ mà, tỉnh gà. Bánh tầm là thịt xíu mại, bánh tầm là xíu mại nước cốt dừa chín cốt chả lộn rồi ăn ngon rồi. Cái này ăn giò ngon rồi, nước mắm cũng ngon, nói chung mọi thứ đều ngon rồi. Nhưng mà kiểu giống như nó chưa có quen lắm rồi, mỗi cái thì có cái duyên ngon ngon duyên rồi, ăn cảm giác nó giống như mọi cái thì mỗi ngã không rồi. Ăn thì nó mỗi ăn mỗi thứ rồi chứ mỗi thứ thì nó ngon rồi. Nhưng mà cảm giác nó kiểu nó như sao sao đâu, nhưng mà ăn vẫn ngon rồi. Giống như nếu mà bánh tầm xíu mại mà loại thịt xíu mại nó cút dừa không rồi, cảm giác có lẽ là do ăn nó quen rồi. Cảm giác kia loại kia ăn thích hơn rồi, loại này thì ăn vẫn ngon rồi. Cái gia vị này kia, cái chả lộ chín cút xí mại này kia thịt này kia ăn nhắn ngon, nhưng mà cảm giác nó quyện lắm rồi kiểu vậy luôn nha. Cà phê đen đá bao đắng luôn rồi. Chào tạm biệt mọi người nha, chúc mọi người có một buổi sáng thật là ngon miệng và có một ngày thật là vui vẻ. Bye mọi người.